Hello everyone, nice to meet you again. Okay, today we are going to study about present perfect. But so today we are going to but today we are going to learn about the American which is common to success and we are going to learn about the present perfect. Né, đây dương prai tha bạn bà chị bọn cả bỏ được bồ mà nè bạn và ta đôi teacher thọ ban lực pi đam merin buồn buồn chẳng nè thà chỉ tôi tới teacher mình chỉ dùng ở học như dù bị cả prai cho nó trường thế để xa là bị khá dùng prai cho nó trường dùng ở dù thà nâng miền đây tầm ấy tì mà ta dùng trâu dù thà nó bị đại dương dễ bị perfect cứ dùng trâu thì dễ bị sự cảm hiểm mấy khá dù trâu miền rừng ấy kì cả làng khá chẳng nè và đôi dương dễ bị present simple cứ sầm rạp sầm quá sầm đau tới sự cảm hiểm đại cả láng chí tùm lọp cảm hiệu đẹp bịch hơi bịch đặc biệt là cây dú ông vàng bà dùng prap prap person khá là nhu ớ xâm rạp dưới cảm hiệu đẹp cầm bông tất cả là ngờ lờ này bà dùng prap prap pa xin phó xâm rạp dưới rừng ra đẹp cả làm kia tây tạc cà mình chân nhé bà à nâng cứ chế bà thập hụt mình chân nó phê dùng prap prap pa ở xâm tốt bà nó phê dùng prap prap person perfect ta xâm đa lưu sự cảm hiệu bạch là nế bà tỏ dành chậm đám sạc sản ok ok à lấy dùng mơ ưu tò hò tại tôi chứ mơ nâng present perfect mình dường ná I have learned but learned learn verb 3 nè và I have learned here xong tốt bà here bà xong thẳng y mùi nè bà I have learned here for 3 years bà nhóm bàn riêng nâu tin ní bà ơ dạ bê bây chân nằm một hời nè nhóm bàn riêng nâu tin ní ơ dạ bê bây chân nằm một hời nè he has worked here since 2015 bà chấm quạt ban thua ca đầu tiên đi chập tăng pi chín năm pi pon đập ram một mà lẻ nhớ đấy và nhớ nát nhiều bài chừng quạt ban thua ca đầu tiên đi chập tăng pi chín năm pi pon đập ram một mà lẻ nhớ và trong một dụng tới đấy cứ chỉ một dụng là tạ tôn cho một đơn ca present perfect nhớ đấy và học nhé ở lấy dùng mơ tùm rung bằng biểu bình nhớ và chứng ai thì đến cái hào thái sập trịch have or has và chứng đi cứ chỉ verb have or has nhớ đấy và hay learn hay nâng vượt đi khao thật vượt sri nè và đi khao thật vượt sri và chân đi khao vượt sri và hãy bộ người ọc trên chuông ca miễn chuông ca ọt thì cho ta sẽ đạo vùng bị cho trong đây thay nập bê đa đại dương ở preparation perfect cứ dương ta chăm rung môn thả thì nóng cứ sắp trích bộ have được cả has bộ cho mùi nâng vượt sri bộ ọc trên trong vượt sri cứ dục mà preparation perfect tình ai ta nói chứng vượt one present simple vượt two present chúng tôi bảo past simple verb 3 cứ present perfect nhé và ok lấy bạn nhưng bạn đừng ngay nát tẹo tôn cho mùi have được hay nít have nhưng bạn đừng ngay cứ pra mùi sập trị ai ví dụ đầy đặc biệt has nhưng pra mùi sập trị he see it toàn đấy chứ bạn trên thì chơi sẽ không ta lại nít không ok bạn dồn hơn để sao tham mê riêng nít have được hay nít cứ nhưng bạn sập sạp bị cả một vị hay cứ tẹo tôn mùi present simple nhưng bạn chạy sập trị pra được hay nhé bạn chắc ở bài thì ok, ở lấy dân mơ từ lơ ca pra pra bỏ present perfect mình ta dân pra pra present perfect đậm bay vậy chẳng dân pra pra present perfect nét ví dụ present perfect to talk about the action that happened in the past and continue to now dân pra pra present perfect đậm bay dây bì sẽ cầm một hiệp đại bàn cạt là nó không tay tạc cá hai bần tốp nó phải chụp bọn dưới chẳng chẳng mà thay dân pra present perfect nữa gì bị rương ra đại ban cạn lăng nè, đại ban cạn lăng nó không nói tây tạc cá này happen in the past, nè sạc cam một phép á, đại ban cạn lăng nó tây tạc cá, bàn tay bị bắt to bắt đầu phải chụp bàn tiền, háo bắt to bắt đầu phải chụp bàn, kho bị pass simple lắm, pass simple cạn lăng bị tây tạc cá hay chọp sập rụp nó không nói tây tạc cá lò, hiểu chưa? Bàn tay perfect cạn lăng bị tây tạc cá hay à lâu nít bắt to bắt đầu làm gì tiền, nó bình chẳng không nên chẳng, chẳng ở bà vô tề. Bởi thật perfect cả là vì ở tây tạc cá và tòm nó phải chịu bọn đi ở toàn chọc tì bọn ta một pass simple với cả tây tạc cá chọc hỏi ở bàn và tòm nó phải chịu bọn đi dưới đây chẳng và lấy mỗi tòa hò nế we have learned chúng tôi bảo we have lived but in bottom ball for 30 years but trong ví này hai ta sạp chạy nế but have nế cứ tầm rung bóng kể sạp have và lived nế cứ verb 3 nế but chẳng sạp tích bộ have bộ verb 3 cứ perfect hời present perfect hời và chẳng dựa ban luôn đâu không ngờ khai bắt bó ở dựa phía xám sụp chân năm một hời khởi nhé bây ta dựa ban luôn đâu không khai bắt bó nó xám sụp chân năm hời bọn ta dựa tâm chọc nâu tới tao cũng nâu tao nâu tao luôn đâu không khai bắt bó tao đài nhưng chứ mình thay rừng rán với cả lăng quyền thì tất cả bắt tao nó lớn dựa tâm chọc tì và tâm chọc tì
À nó dùng pra perfect màu trả lời. Dù lý chân? Bà. Ok. Dara has, bà. Has nít đưa xa ta subject Dara nè. Bà chừng bạn tên hỡi. Bà. Dara. Dara has written a book since 2017. Dara ban đi bôn sập hơn mà các bà nè. Bà chắc tăng bị chân bị bọn ẩm bơm màu mà lè. Mình nên thay quát thật xê sập hơn tăng bị chân bị bọn ẩm bơm màu nè. Hay một đoàn lâu tăng chốc ấy. Chứ mà khi bà thái. Dara ban đi bôn sập hơn mà các bà chắp tăng bị chân bị bọn ẩm bơm màu mà lè. Mà đoàn lâu tăng chốc thì tăng bị chân bị bọn ẩm bơm màu mà lè. Tăng chốc thì là bộ. Nhớ có những bôn bây chân bị bọn ẩm bơm អត់តន់អត់តន់ចប់ទៀតសុភើនឹងបាទនេះថែមចឹងយល់ចឹងចឹងយើងប្រើ perfect សម្រាប់និយាយពីសកម្មភាពកាលឡើងពីអតីតបន្តមកដល់ឡើងនេះឃើញទេបាទ My parents have met Rina for an hour នេះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានជួប Rina ហ្នឹងអស់រយៈពេល 3 សុំទោសបាទអស់រយៈពេល 1 ម៉ោងមកហើយនេះជួបតាំងពីម៉ោង 1 រហូតដល់ម៉ោងនេះមកម៉ោងមកហើយនេះអត់តន់ឈប់ជួបទេនៅជួបតរាទៀតហ្នឹងបាទនេះថាយើង ប្រើ present perfect មកឃើញទេ bà ờ khi em ban chấm ăn là há tăng bị mau muốn đó à mau muốn chấm ăn là lâu nữa tăng chọc chấm ăn là lâu thì chọc chấm ăn hà nó cứ tăng chọc à nó dùng para person perfect mau bị khó tì nhớ liền và ok nếu cứ chia tẹt cứ chia không sai mà đi đã tẹt tôi chỉ mua từng person perfect đấy à lâu dùng mới từ lâu chấm nói chấm khăn mua để tẹt tôi chỉ mua từng bị thả for xin để kêu dùng mà para được không person perfect đấy chân thì chờ đào từ lơ ca, pra form xin được không person perfect thì nè, bà chấn chỉ từ tới tôi học này từ dồn nè, bà từ chàng, bà thà ta dân miền cửa lưỡi đã bơi chìm nam đồng bơi nghi sử dụng nè, bà chấn được không biết xin xế nhờ cái miền đạn nè, cái tẹo tôn một period of time là ngập hoa nhập time nè, bà chấm pra form mấy xin mấy tẹo tôn chỉ muốn được ấm lòng được pe vừa ly, tẹo tôn chỉ muốn được chấm nốt được pe vừa ly chấm nè, bà chấn chỉ pra form xong rạp ấy, bà cái pra form xong rạp gì pì kì và như vậy ông phí và cái hào thá period of time ông long được bê vô lý đọc bê cái bác xin xâm rạp cái point of time chúm lệnh được bê vô lý còn đại năng người riêng smoke smart thì chờ rộp một thí clay clay rồi có rộp chúm lệnh nghi nghi đồng bây giờ phôn phôn nghi dồn nét và nó không ca bác phô xin anh chắc là phô nâng xin nó không present perfect nhận ọc điệp rai mà ná phô dùng bác thá ọ dạ bê rồi nó dùng chàm chắc á phô bác thá ọ dạ bê rồi hơi xin dùng pra thá chặt tăng pi và dùng che pra năng sân và thứ hai dùng dùng pra nói tiện á phó dùng pra thá ở dạ pế hơi xin dùng pra thá chặt tăng pi chẳng ở bà bạc thì nó pế để kia ở dùng đã cụ đã phó được cái xin nên ở thì pra màu mà đã phó tôi đã tôi việc trâu đã xin tất trâu rồi pra chẳng màu luôn ở xóm này pra ở trâu này bà pra tôi bị chung vì chung ở tên ý nó đã mua tiết tất trâu bộ prai phó tao ở trâu nấy vậy đã sẽ đáp tới prai tao sẽ đáp tới đi riêng chôn nấy chắc đã xin tới prai tới trâu à hay bảo đã phó tao trâu chắc đã xin tới trâu thì chắc vì chỉ chấm nói tiền lương mua đại tọa khí cua giờ lươn nó bây giờ thua làm hát lươn dương mình ai tao kết lại tao kết point of time period of time ấy của bạn thì nè bạn chắc như chắc ba mươi tọa họ I've nick miss man I have nè I miss man have nè tụng rồng cạp tụng việt chúng ta play ní verb 3 nè bạn soccer bạn ở đã ta cô đã for được cái sin bạn 2 hour chắc đi chơi bạn prap nên chắc dựng đã na môi sân mau bạn đã na môi tới việc cốm bạn ở đó đã tới prap tới tới việc cốm những đồ chơi mất đã môi tới tới rồi giờ chắc chưa có lực là nghi nghi cũng hoặc không đặt nó không prap prap à là ưu thoa thì chơi vô sin mà đã sin prap thì mấy bên đó sin dựng prap thá bạn chặt tăng pì mới chăng ấy và chúng ta chặt tăng pì lấy lại mọi khi nhóm ban đây ban toát chặt tăng pì pì màu rồi nhé khi nhóm ban lấy ban toát chặt tăng pì pì màu một mà lẻ sẽ đáp bạn ở rồi nhé sẽ đáp bạn ở khi nhóm ban đây ban toát chặt tăng pì pì màu một mà lẻ khi cô nghe và chắc là sẽ for vì mà chừng đã for vì nó for ra thì bách ở địa bề khi nhóm ban lấy ban toát ở dạ bê phì máu hoặc hời thì nhé trong bài mình sẽ đặt lại bàn đấy trong bài nó sẽ đặt lại bán như đã phô được máu đã phô được chứ bạn nó cứ chưa cái lương mua để nghi nghi còn một ai mình 300 kịch tròn thảo viên chị ấy chỉ phôi ở tham đâu có chỉ phải ở tham thì chứ chúng ta là prai chẳng tớ đã làm mua ở xin đấy đã mua tiết tất xin này vậy nhé bạn he has studied nét English mà last month mà con ban đi mà sao ăn lễ bạn
khai bùn à lấy dương đã phô mới chắc sẽ đã phô mới và những đã phô đi mà bớt ủ tò hó nữa bà quát ban lên trong tôi bảo quát ban điên vì sao ông lấy oh giờ pê khai bùn bà last month chúng ta khai bùn cười nhé bởi vì đã phô mà oh giờ pê khai bùn sẽ đáp mấy ban đấy bà sẽ đáp mấy ban tê vợ đang tham biến đây thầm mấy nhóm ban riêng vì sao ông lấy oh giờ pê khai bùn cười nhé bạn ta bây giờ đã xin mình lấy đã xin đi mình và những đã xin đi mình nãy đã xin mình nhóm ban điên vì sao ông lấy và chắp tăng bị khai buồn mình sẽ đạp địa bàn đấy kim trâu ấy và anh đang chấn á bạn ấy cứ chưa cái lưng môn được nông ca và pra for được xin được nông present perfect chỉ biết sao được nông lùm hạt cái ở dừng rồi thật táo của ôn của rồi for được có xin chẳng á bạn chắc là bây rồi bạn đã muốn là trâu vô prai tàu prai tôi sẽ đạp địa bàn vô prai tôi sẽ đạp địa bàn đồ vào chẳng á và ưu thôi nhưng mà đi ờ nó như ưu thôi anh ấy đã xin mình mới đã xin mình bộng này bọc nhóm bàn chuộc rì nà chặt tăng phi bạc mùi mau mọc hời nhé bạc hơi nhé bạc chặt tăng phi mùi mau mọc hời sẽ đáp địa bàn đấy bạc thế sẽ đáp địa bàn thì chứ mà như là thay bộng này bọc nhóm bàn chuộc rì nà ồ dạ bê mùi mau mọc hời nhé đáp địa bàn và ok chẳng là chờ sự không ta dơ gờ ạch dô tờ lờ cả bạc bạc phò xin lĩnh đấy và chẳng ngờ ở khía này cứ chưa làm sao mà riêng tại tôi chỉ muốn ông present perfect bằng giờ nhé và chẳng ạ và bạn vô thế ở bên đẹp ôn từ giờ đang tìm muốn cứ tại tôi tùm rộng bằng giờ cứ dùng miệng sắp tích bộ have được cả has have đừng hết này sai là sắp chích nhé sắp chích ai bây giờ đấy phải have thì sẽ phải has bộ chỉ muốn verb three bộ object và chẳng present perfect phải chỉ muốn verb three chẳng á và hay dùng JP present perfect làm bay ấy JP viết làm bay JP sẽ cam kết mấy cứ như vậy ông pi sẽ cảm thấy đã ban cả lang phía tây tất cả và tóm nó phải chậm bọt nó an toàn chọn thì rừng ra nó cả lang phía tây tạo hỗn loạn an toàn chọn thì dùng prapra present perfect thuộc về từ còn ta bảo việc chọn hay dùng prapra pa simple từ như đấy và ok hay như chịu tòa họ đã tôn chúng mình đang dùng đấy và hay đã tôn for sin đối với chợ bạn dùng lực mình đang chấn bạn đã tôn for sin dùng từ chế prai màu for prai tha ở giờ pi sin prai tha chập tăng pi nó về là dương chép prai nâng hơi dương dương ở muốn tận đạm màu và đạm trâu và đạm châu ti tăng nâng và nét đạm châu cái này nâng prai đạm này bán trâu hơi bỏ prai đạm này bán đồ đạm mua thịt má cứ đạm này bán hơi chân dương dương cao prai đạm đạm này bán cứ chỉ cần lưu còn dương nhé và ok ở đây tụng ốc này dương chập đạm mà mơ tờ lơ bởi dốt bạn sát nâng bởi dốt xong đua bỏ present perfect thật táo với mình lạc nạ chân bạch nhé và ok chân ngờ for negative and present sentences và chân xâm rạp bởi dốt bạn sát nâng bởi dốt ok lấy dùng một ưu tòa thì mới he has walked for 2 hours quát bạn đã ở dạy bê pi màu một hồi mình này thật quát đã tăng pi màu muốn là hộ đó là cứ quát ở toán chụp đá thì chẳng á bạn mà nó cứ dùng pra perfect mình này thành chẳng mình đấy bạn ok đọc bê bây giờ bà sát ổng này mới he hasn't walked for 2 hours và quát mình toàn bạn đã ở dạy bê pi màu thì chẳng á bạn nó xâm rạp bây giờ bà sát ok hay bây giờ xâm núi dùng bó hai một hàm mục nế bạn lấy dùng mơ đi sẵn nế has ní cứ mà has not nè và has not chứ has not mà hasn't bà đi tùm rung cắt đấy cứ dùng ai cơ xe mùi nát của bạn này còn thắng ní chi tùm rung cắt hay ní cứ chi tùm rung bình ở việc cứ has not hay walk bà walk cứ vượt xì tự đà thì tiết chi vừa dùng nè bà đọc bình vừa dùng xong nữa dùng bà hay mà khám bỗng tới chí has he walked for 2 hours tao quạt bạn đau ở dạng bê bì mau mà hơi rứ bà chứ dùng bà hay mà khám một chứng vì tôi chia sọ thống nè bà ok ở vậy đây nạp ăn cho quạt chùm nám cứ bà tí muối bà đặc biệt phương chiếm dụng bà sát nhưng thay mặt thì gọi hết máu hay bà chẳng phương dụng xong nước bỏ hay mà kháng mục tí bí kẻ sạc tung tí bây cư rửa xa nó đã đàn ọt bài bồ tê nó không present perfect chảm á nó không cao present perfect kẻ sạc tung tí bây nó phải đặt tôi chiếm dụng bà sát dụng xong nước cư rửa xa nó đã đàn ọt bài bồ tê ở đây present simple đây hay nó phát simple thì present simple nhưng thay mặt từ lúc kẻ sạc là bà mươi hít ít á bà hít ít nhưng thay mặt ý ế rưu cơ lục bà chị ai ế bạn ta nộp về đã bổ sung nôm bổ sát đã kẻ sắp thay e vừa được gọi thay bị e vừa được gọi lục bài thì chị ai e ta đã đô mà kẻ sắp bạc túng tìm mùi vịnh cứ bạn ở miền thay e i e được gọi lục bài từ chị ai e t nộp về đã dùng pra nó không passing paul kẻ đã sắp pra chỉ muốn sắp chỉnh những cứ ta đô từ chiếc kẻ sắp túng tìm pi chứ nộp về đã bổ sung nôm được gọi bổ sát kẻ sắp túng tìm pi nó khai từ chiếc kẻ sắp túng tìm mùi vịnh mình chẳng nghe bạn anh cứ nó không phát sinh phò còn tay nó không present perfect nấy bạn đã sẵn là sinh cứ present perfect cứ đã xa cái sắc tung tị bay nó đã đạt
nâng tự dưng tự chạm chân kia chân và có là time not rồi có bỏ hai từ khám một màu rồi có have và ở lấy dùng mơ cái sập chung buộc cái sập have đồn đó và cái sập have anh ấy cái sập has nữa và dùng prime mới his it xong rắp cái sập has đó phê have dùng prime mới ví dụ đầy và we have done homework since Friday bùi dưỡng ban phơ homework nâng chập tăng bị thay sọc mọc mà lẻ là hốt đó là toàn chọc thua thì và nó thua tiệt đúng á và ok chân mình đây tha đàn này cứ chia vô sử dụng và hơi nó bây giờ dương thua từ chia vô quả sát và tự ốc này cứ dương have not hoặc là have chân là đấy cứ xóa nắng have not nè và have not nắng á và have not nắng cứ xóa nắng have vần mình chân ấy và hãy đàn cứ vô sử dương ra xa nó đợt đàn và chân á và chân vì have vần đàn hôm vớt xin phạt đề và bộ dương và mình ban phương hôm vớt chạp tâm thằng ngày sụp mộng mà lại và ok là phải xong nữa những bài học một khám một bài học một khám tôi chia sẻ thống bài hãy đánh đại sàn rồi đánh cứ vượt sợi bạn nó have been done homework since Friday ta bộ dưỡng ban thu làm hạt chặt tăng được ngày sập mộc là rứ và chấm lái yes và hay nắng và no yes we have no we haven't và ba được có chắc dưỡng ban thu làm hạt tăng tăng được ngày sập mộc là thì bộ dưỡng ban thu tăng ngày sập mộc là bài hãy được như thế bạn chấm chấm lái được như thế yes he has no he hasn't bạn ok chắc người đã tôn cho mua nâng ví dụ sọp nâng ví dụ bả sát bà dựng ban xin cho mọi người hỏi nhé bà ok chắc người teacher sẽ không tha được nông ca sắp xa mê riêng present perfect bà nít ọc nê tự ban cho mẹ đang thú mây tự lờ mê riêng bằng dường nhé hai bà sân chứa không cả đây là bốn bốn miên chùm ngò chứ ngò trong chùm bệnh nam tân chứ bà lọ ai cho xuân nông teacher bán teacher rung chăm chá lại xung dục ôn trên nịch nhé bà chắc người chúc nê là video của bà ọc cùng chào.